đón khách ngày nay. À chị đặt xe ở số 54 Liễu Giai đúng không ạ? Đây xe em đang ở 54 Liễu Giai rồi, chị ra đi, xe em đang chờ ngoài đường đấy. Chị ra là đi luôn ạ. À vâng vâng, ok ok chị. Đón khách ngày xưa. Anh ơi, anh phải vừa đặt taxi không ạ? À không phải, không phải. À, vâng, em xin lỗi, em cảm ơn nhé. Anh ơi, anh vừa gọi taxi Mai Linh không ạ? À không phải ạ. À vâng, cảm ơn nhé. Anh ơi, nhà mình vừa đặt taxi rồi anh. Cũng không phải ạ. Tổng đài phát quốc ngày nay. Ôi, có khách rồi anh em ơi. Có khách luôn này. Để có khách rồi, để gọi cho khách luôn nhé. À chị ơi, chị đặt xe ở số 12 Đào Tuấn ạ. À vâng vâng vâng, chị đợi em khoảng 2 phút em tới chị ơi. Mình đón khách luôn anh em ơi. Tổng đài phát quốc ngày xưa. Xe 4 chỗ về 12 Đào Tuấn. Xe 175 nhận điểm, xe 175 nhận điểm chị ơi. Nhận khách rồi, số 12 Đào Tuấn, đi luôn anh em. Xem bản đồ ngày xưa. Khách bảo đón ở 52 Quang Trung. Trong khi đó mình lại đang ở chỗ Liễu Giai này ạ. Liễu Giai đi sang Quang Trung. Đi theo Kim Mã, Nguyễn Thái Học ạ. Xong rồi rẽ vào Lê Duẩn. Rẽ vào Lê Duẩn chờ Trần Nhân Tông à. Chờ Nhân Tông rồi rẽ vào Quang Trung à. Đây đường đi đây à. Hải cũng xa ấy nhờ. Thôi được rồi, cứ đi hỏi tiếp thôi. Xem bản đồ ngày nay. À, khách bảo đón ở 71 Láng Hạ. 71 Láng Hạ nha. Đây, đây là phố Láng Hạ rồi. À, đi thôi, xem nào, đi nào nào. Chọn là vị trí của bạn luôn. Đây rồi, 2,9 cây.